Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Thế giới Việt Nam là Hồn Trần Ý Nhi có nhiều câu trả lời phỏng vấn gây xôn xao dư luận. Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn, khi được người dẫn chương trình yêu cầu kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định, Tân Hoa hậu đáp: "Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung." Ngay lập tức, câu trả lời của người đẹp Bình Định bị chỉ trích dữ dội. Nhiều người cho rằng Ý Nhi đã trả lời sai kiến thức cơ bản khi nhà thơ Hàn Mặc Tử quê gốc ở Quảng Bình chứ không phải Bình Định. Không những vậy, nhiều người cũng cho rằng Ý Nhi có thái độ thiếu tôn trọng khi đặt tên bản thân ngang hàng với những tên tuổi lớn như vua Quang Trung hay Hàn Mặc Tử. Mới đây nhất, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã đưa ra quan điểm về câu trả lời của Hoa hậu Ý Nhi. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng, trước khi trả lời câu hỏi này, ông đã phải cười đau khổ khi nghĩ đến câu chuyện bi hài đó. Nếu Ý Nhi là cháu ruột của ông, thì nhà văn cũng phải cười như thế. Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó. Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi. Rất nhiều người ở tuổi cô đã có những ứng xử rất văn hóa và hiểu biết. Sự thiếu hụt văn hóa làm cô trở nên kịch cỡm trước xã hội và vô lễ với tiền nhân. Ngày nay, hầu hết những đứa trẻ 4 tuổi cũng đã biết phải chào ai trước khi đi nhà trẻ về. Chia sẻ về việc công chúng đề nghị tước danh hiệu Hoa hậu của Ý Nhi, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng không cần thiết trong trường hợp này, vì Ý Nhi đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cộng đồng. Hãy để Hoa hậu sửa chữa lỗi bằng cách hoạt động của cô sau này đối với cộng đồng. Ngoài ra, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng nhấn mạnh, ông đề nghị giảm bớt các cuộc thi hoa hậu vì chắc chắn đây không phải là yếu tố kích cầu cho sự phát triển xã hội ở mọi nghĩa. Ngược lại, Việt Nam đang lạm phát các cuộc thi hoa hậu cũng như nhiều loại danh hiệu. Kèm theo đó là sự lạm phát các hành vi kém văn hóa trong mọi lĩnh vực của đất nước. Việc kể tên những danh nhân lịch sử với thái độ hời hợt, có phần đùa cợt của Hoa hậu Hồn Trần Ý Nhi đã thổi bùng lên sự giận dữ của dư luận. Hồn Trần Ý Nhi bị chỉ trích khi xếp tên mình ngang hàng với những nhân vật lớn của lịch sử. Trên khắp các diễn đàn hội nhóm kêu gọi tẩy chay Hồn Trần Ý Nhi, số đông khán giả cho rằng thái độ và cách trả lời của Tân Hoa hậu đã thể hiện kiến thức về lịch sử của cô rất nông cạn. Về khả năng tước danh hiệu của Hoa hậu Ý Nhi, theo Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, nêu ra 4 điều cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn như sau. Thứ nhất, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ hai, xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, xâm phạm an ninh quốc gia, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Thứ ba, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại. Thứ tư, sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Còn theo Điều 18 Nghị định này quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể yêu cầu thu hồi danh hiệu, giải thưởng bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi, liên hoan khi phát hiện một trong hai trường hợp sau. Cá nhân đạt danh hiệu giải thưởng vi phạm các quy định tại khoản 3 điều này, danh hiệu giải thưởng được trao tại cuộc thi, liên hoan không đúng với nội dung đề án theo hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận hoặc nội dung thông báo. Ngoài ra, Điều 17 Nghị định này quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi danh hiệu, đồng thời có thẩm quyền dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà cụ thể ở đây là cơ quan tiếp nhận thông báo hoặc có thẩm quyền chấp thuận hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của nghị định này. Như vậy, đối với bất cứ cá nhân nào có dấu hiệu vi phạm 4 điều cấm tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ như chống phá nhà nước, kích động bạo lực hay xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền đất nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét cẩn thận, tỉ mỉ, khách quan và toàn diện nhiều yếu tố như nhận thức, ý chí của cá nhân đó hay hậu quả, mức độ tác động tới xã hội của hành vi này.
đây sẽ là cơ sở để xem xét việc có ra hay không quyết định thu hồi đối với các danh hiệu đó. Những ngày vừa qua, Hoa hậu Trần Huỳnh Ý Nhi trở thành trung tâm gây tranh cãi, chỉ trích của khán giả cũng như fan sắc đẹp tại Việt Nam bởi những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình. Đến hiện tại, tranh cãi vẫn đang nóng trên các diễn đàn mạng xã hội, thậm chí nhiều hội nhóm anti nàng hậu cũng được lập ra và số lượng thành viên tăng theo tốc độ chóng mặt. Đến hiện tại đã có gần 500.000 thành viên. Tuy nhiên, theo thông báo của quản trị viên, trang anti-fan Hoa hậu Ý Nhi này đã tạm dừng hoạt động trong 37 giờ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, trong quá trình trưởng thành, chúng ta đều sai lầm vì nhân vô thập toàn mà. Sai lầm vốn là một phần tự nhiên trong cuộc sống để chúng ta lớn lên. Thế nên, khi một đứa trẻ mắc sai lầm, điều chúng ta cần là sự bao dung của người lớn, một cách ân cần chỉ ra những điểm cần phải cải thiện để đứa trẻ không bị mắc kẹt trong thất bại và mặc cảm tội lỗi. Thế nhưng, cộng đồng hiện dường như chỉ chực chờ người ta vấp ngã, thất bại để mà dán nhãn thiếu kiến thức, thiếu văn hóa ứng xử, rồi lên giọng bảo ban, chỉ trích và cảm thấy mình tốt đẹp hơn cả những người nổi tiếng đang phải gánh chịu tai tiếng đó. Phó giáo sư Trần Thành Nam cũng cho rằng, vụ việc này càng lùm xùm vì bản thân Ý Nhi mới đăng quang Hoa hậu, nên trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất của công chúng bây giờ. Dẫu đã xin lỗi về những phát ngôn không suy nghĩ của mình, nhưng nó vẫn đang là chủ đề hot để tiếp tục bàn tán. Một khi cộng đồng đang có niềm tin tiêu cực, tất cả những bằng chứng giải thích đi ngược lại niềm tin đó sẽ bị phản ứng. Đó có thể là lý do khiến group anti thành viên lại tăng nhanh hơn. Vì vậy, nếu Ý Nhi chân thành, hoàn toàn không có ý như những gì mọi người tưởng tượng, thì đơn giản, hãy bỏ qua lời đả kích và để thời gian chứng minh. Trong mắt nhiều người, đó có vẻ là sự yếu thế, chấp nhận, nhưng trên thực tế, nó là cách phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Khi ai đó xúc phạm chúng ta, bạn hãy xem xét 3 điều. Liệu lời xúc phạm đó có đúng không? Lời xúc phạm đến từ người quan trọng với ta hay không? Và tại sao? Nếu lời đả kích này là đúng sự thật, đến từ những người quan trọng và động cơ là xứng đáng, thì nó không phải là lời xúc phạm, mà là tuyên bố về sự thật giúp ích cho chúng ta. Cộng đồng có quyền phản ứng, nhưng cách thức phản ứng thế nào sẽ thể hiện mức độ hàm dưỡng văn hóa của họ. Nếu không, một khi quá khích, bạn sẽ đặt mình vào rủi ro, xúc phạm nhân phẩm người khác và phải chịu các trách nhiệm pháp luật tương ứng. Sức mạnh dư luận xã hội và ảnh hưởng của cộng đồng trên mạng xã hội hiện nay có thể là một thứ quyền lực mềm, để những người nổi tiếng phải luôn ý thức nhìn nhận lại bản thân, có trách nhiệm với những hành động phát ngôn của mình, giữ gìn lối sống để tạo dựng hình ảnh tích cực, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp đến với cộng đồng. Bản thân những người đã, đang và sẽ nổi tiếng cần phải ý thức hơn về những rủi ro và hậu quả tiêu cực trên không gian mạng. Còn cộng đồng phải suy nghĩ thật kỹ, thiền trước khi bình luận. Hãy cân nhắc về giới hạn giữa việc chỉ trích nghiêm khắc và mở đường, tạo cơ hội cho người khác được học hỏi và cải thiện. Sự bao dung và hỗ trợ lẫn nhau là những gì chúng ta cần để xây dựng một môi trường mạng an toàn, tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!